lòng bao la Phật. Bàn tay thiện nguyện ấn cần, điệu du phù sa sông nước, tình người bát ngát mênh mông. Phi Nhung ơi, Phi Nhung, nàng về bỏ lại quên đi đứa con cuối trời núm ruột. Mạnh Quỳnh thân thuộc quát quay, nàng mang tâm lòng của biển đi rồi còn lại giọng ca mắt buồn tiếng thơm ngát ngát. Khối lớp một khối lớp các con mẹ, mẹ đã sang là nơi con không nhớ, nhưng không chú ý đã con đã con ơn sinh thật, mẹ đã con ơn sinh thật. Mẹ đã một nơi con cảm ơn hòa thần cùng với ta đi với ông bà cô chú cô thầy giám đốc trung tâm thế nga và hành động nhân viên fan nội dung việt và tất cả mọi người theo dõi và livestream đã đến thăm về giác ngã thành sát. Con nguyện từ thật 49 ngày của mẹ được viên mãn. Con và gia đình xin chia ăn cảm tạ sâu sắc. Nam mô Hoàng Hỷ Toàn Thân Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Diệu Người Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười Phương Ba Đời Chứng Minh. Kính lạy Đức Tổ Tôn Sư Minh Đăng Quang cùng giáo linh quý đức thầy thì từ chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm Tân Sửu, nhằm ngày 14 tháng 11 năm 2021, được hội đủ duyên lành toàn gia bộ biến của Quân Trì đã cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm giác an tịnh xá cử hành khóa lễ kỳ siêu tuần thất 49 ngày chơi linh mẫu thân Phật tử tánh danh Phạm Phi Dung thọ tăng quy giới pháp danh Tịnh Bình, sinh ngày 28 tháng 9 ngày 10 tháng 4 năm 1970, giảng sinh ngày 28 tháng 9 năm 2021, hưởng dương 52 tuổi, được sớm siêu sinh về tới phương tịnh độ. Đồng thời kỳ siêu chiên linh ông bà cụ hiền thất tổ phụng thờ giác an tịnh xá, cầu nguyện chư Phật mười phương phóng quang tiếp độ chiên linh lai đáo Phật tiền tinh pháp danh chân siêu sinh tịnh độ. Và hồi hướng công đức lành này cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, kẻ ấm được siêu, người dương thân thế, pháp giới chúng sinh đều đoạt thành Phật đạo. Giờ điều này duyên đã đủ, mọi thời đã đến. Kính cung thịnh chư Tôn Đức hướng về Đức Thế Tôn đảnh lễ tam bái và cử hành khóa lễ mô Phật. Nam mô Tịnh
Bàn tay thiện nguyện ấn cần, điệu du phù sa sông nước, tình người bát ngát mênh mông. Phi Nhung ơi, Phi Nhung, nàng về bỏ lại quên đi đứa con quê trời núm ruột, Mạnh Quỳnh thân thuộc quất quay. Nàng mang tâm lòng của biển, đi rồi còn lại giọng ca, mắt buồn tiếng thơm ngát ngát, quấn quýt trầm hương lụa là. Hôm qua Sài Gòn đã khóc, khắp trời nghẹn nghẹn tiếc thương những con mồ côi của mẹ, vì đâu lạc lõng vô thương. Hôm qua Sài Gòn đã khóc, khắp trời nghẹn nghẹn tiếc thương những con mồ côi của mẹ, về đâu lạc lõng vô thương. Thương nàng tài hoa phận bạc, cả đời vất vả đa đoàn. Thương nàng thương thương quá, xin cho được khóc một lần, xin cho được khóc một lần. Quên đi đứa con quê trời núm ruột, Mạnh Quỳnh thân thuộc quát quay. Nàng mang tâm lòng của biển, đi rồi còn lại giọng ca, mắt buồn tiếng thơm ngát ngát, quấn quýt trầm hương lụa là. Sài Gòn đã khóc,
khắp trời nghẹn nghẹn tiếc thương những con mồ côi của mẹ về đâu lạc lõng vô thường. Hôm qua Sài Gòn đã khóc, khắp trời nghẹn nghẹn tiếc thương những con mồ côi của mẹ về đâu lạc lõng vô thường. Thương nàng tài hoa phận bạc, cả đời vất vả đa đoàn. Thương nàng thương thương quá, xin cho được khóc một lần, xin cho được khóc một lần. Thương nàng thương thương quá, xin cho được khóc một lần, xin cho được khóc một lần.